Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, dự báo trong những ngày tới sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng nhiều khu vực. Đợt không khí lạnh gần nhất sẽ diễn ra trong đêm nay và ngày mai mùng 2 tháng 3. Đối với các khu vực ven biển của khu vực phía đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới. Mưa nhỏ rải rác sẽ diễn ra ở nhiều nơi. Điều đáng lưu ý hơn, trong những ngày cuối tuần này, một bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta. Kết hợp với đó là gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh, làm cho nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 3 đến 5 độ tùy từng khu vực. Đồng thời thì mưa sẽ gia tăng trên diện rộng, nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trận có mưa to diễn ra tập trung chính ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, và sẽ gây ra mưa trái mùa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều và tối. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Về sáng và đêm trời rác với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Về sáng và đêm trời rác với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi. Chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Về sáng và đêm trời rác với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều và mây trời nắng, gió nhẹ. Về sáng và đêm trời rác với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 20 đến 23 độ, phía nam từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3 với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Và cứ bản tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết rất tốt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.